Mạng có khỏe không? Mạng lại yếu. Chán lắm. Chào tất cả mọi người, hôm nay mình lại quay lại với cái chương trình mà làm sao mà chia sẻ để kêu gọi đến tất cả các người dân làm sao mà biết được cái bộ mặt của bọn Bao Que này và loại bỏ chúng nó. Chào tất cả mọi người nhá, mọi người vào đây. Mọi người đi đâu hết rồi? Chào mọi người. Chào Trinh Nam, chào mọi người. Hello mọi người. Mọi người vào đông đông tí nói chuyện cho nó vui nào. Cùng vạch mặt cái bọn Bao Que xỏ lá nó ra nào. Loại bỏ chúng nó đi là nào. Không thì để chúng nó hôm nay được thông qua cái luật an ninh mạng là ok rồi. Bọn này nó hết sủa, bọn này nó không còn thì chúng nó sẽ phải chùn bước. Bởi cái ý đồ của chúng nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Chào cả nhà, mọi người vào đi. Chào anh vị đấy, bọn nó khốn nạn chưa? Bọn nó khốn nạn chưa? Bây giờ bọn nó lại chặn hết của em rồi này. Bây giờ là cái chủ nghĩa kia là nó lại chặn rồi. Bọn này là rất là khốn nạn luôn. Đấy. Bọn này đấy, cái hình thức âm mưu của chúng nó lộ luôn này, mọi người nhìn này. Này. Bạn có vẻ sử dụng sai tính năng. Bạn đã bị chặn sử dụng tính năng này này. Này. Bọn nó khốn nạn chưa? Bọn chó này nó chơi mẹ kiếp, nó chơi mẹ mày toàn kiểu đồ đều. Rồi tao đi cần cái bọn chó. Cái bọn khốn nạn. Chúng mày giờ chúng mày khóc bằng tiếng mán con ạ. Ta xem là chúng mày còn chặn ở cái nào nữa nào. Hello chị. Hello cả nhà. Chị Hoàng Phú, chị chia sẻ cho em vào mấy cái kênh mấy con chó ấy thì cho em ấy. Nó chặn của em rồi. Mấy con chó nó chặn rồi. Mấy con chó này mẹ nó chơi. Đấy, bọn chó này nó chơi có minh bạch đâu. Bọn này nó chơi rất khốn nạn. Nó chặn rồi, nó chặn mấy cái kênh của chúng nó rồi, nó chặn rồi chị ạ. Trời rô lưng nguyên. Chào Khánh Trình. Buồn nhỉ. Bọn chó này là thế mà. Thôi được rồi, không cần. Bọn chó này.
Chị Hoàng Phú này cứ đi làm à? Từ mọi người đợi em tí, mọi người chia sẻ hộ em với chia sẻ ra các kênh ấy. Các kênh nào cũng được, nhất là cái kênh của cái bọn khốn nạn ấy, cái kênh mà cái bọn ba que xỏ lá ấy, để vạch mặt chúng nó ra. Càng nhiều càng tốt để ra cho mọi người 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 dân họ biết cũng được. Mọi người cứ chia sẻ hộ em cái. Bây giờ hiện tại là em chia sẻ bằng máy tính nó lâu lắm. Chia sẻ bằng điện thoại nó mới nhanh hơn. Ví dụ có nhiều nhóm thì chia sẻ bằng điện thoại nó nhanh hơn. Còn chia sẻ bằng máy tính thì lâu lắm. Mà hôm nay mọi người ai có cái thông tin gì mới không lên chia sẻ với em? Nay mọi người có cái thông tin gì mới không lên chia sẻ với em? Nói chuyện thì nó vui. Chắc là giờ mạng nó vẫn đang ổn định nên là thôi. Mạng nó đang đang ổn định. Mọi người có nhìn rõ không? Ở đây đang giông gió, đang mưa, không biết là mạng có khỏe không? Anh được rồi, anh
Kiệt Nguyễn này mình ngứa mồm à? Thế mày mày nhìn mặt tao thế thì mày mày định làm gì tao? Thằng Kiệt Nguyễn này, thế chúng mày chơi chơi chúng mày đồ đẻo vậy, chúng mày chưa gì vào chúng mày đã cắn, chúng mày đã sủa rồi. Chúng mày cắn chúng mày sủa đi thế nào? Tao nói cho cái bọn bao que chúng mày biết luật an ninh mạng đã thông qua đấy nhá. Tao nói chúng mày biết giờ chúng mày gào thét đi mẹ, chúng mày gào thét đi nhá. Tao tao thử xem là đi mẹ mấy cái con ly xà vạm mấy mấy cái con mà óc chó với lại cái thằng trường trột đấy đi mẹ mày nó khóc đến như nào. Luật an ninh mạng được thông qua rồi các con nhá. Tao nói cho chúng mày buồn nhá. Đợt này xem có đứa nào dám khóc nó không thì mẹ chúng mày cứ cào phím đi. Chúng mày chơi bẩn, chúng mày chặn hết các kênh chúng mày tự sướng với nhau à? À, chúng mày chơi như thế mà chơi được à? Chúng mày chơi như thế gọi là chơi đẹp à hả? Chúng mày chơi như vậy mà chúng mày gọi là mẹ mày gì? Chơi cái gì cái gì nhân chủ nhân quyền. Chúng mày điên lên đây, chúng mày điên hết lên đây, hôm nay tao lại có hứng chửi nhau với chúng mày đấy, chúng mày điên lên đây. Chúng mày cứ chửi đi, nó hôm nay tao lại có hứng chửi nhau với chúng mày đấy. Chúng mày điên đi, chúng mày điên hết lên đi. Tao nói cho chúng mày biết luật an ninh mạng đã được thông qua, nghe chưa? Bây giờ bất kể con chó nào sủa lên xuyên tạc, chúng mày cứ liệu cái tận hồn đấy. Đừng có về mà có cái mẹ mày có cái mùa xuân về Việt Nam nghe con. Tao là hôm nay là tao là tao khoái rồi đấy nghe chưa? Hôm nay là tao khoái là tao thích chửi nhau với chúng mày rồi đấy. Thằng Kiệt Nguyên mày sủa đi, mày sủa đi, mày cứ sủa đi, con chó mày cắn đi. À đây rồi. Chúng mày sủa đi, chúng mày sủa ác lên, sủa nữa đi. Chúng mày sủa đi. Mấy con chó. Ai, chúng mày tao đã bảo rồi cái âm mưu của chúng mày ấy, tao đã bảo rồi cái âm mưu của chúng mày ấy nó đã lù lù ra đấy rồi. Bây giờ thì chúng mày kêu gào đi nghe chưa, ý đồ chúng mày ấy đã bị lộ tẩy và lật lật cái mặt chó chúng mày ra rồi. Giờ chúng mày ngồi đi mà gào thét nghe chưa, gào đi chúng mày, gào đi, gào nữa đi. Tao sủa ấy, tao thích gì tao sủa cái mẹ tao đúng không? Giờ xem là hỏi rằng cái yêu nước của chúng mày xem là chúng mày sủa đến mức như thế nào.
Đấy, cái thằng Khánh Bùi đây này. Chúng mày hỏi cái thằng Khánh Bùi đây này, cái thằng mà có cái cờ bao que xỏ lá này. Nó vừa mới nhắn tin cho tao, nó bảo là mày có cần tiền không? Đi mẹ mày hỏi cái mặt nó này, tao vừa nhắn tin cho nó này. Tao gửi cho địt mẹ mày hà hai xấp tiền. Đấy mày 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 thích ấy thì bố mới cho mày tiền. Tao đéo thiếu tiền, nghe chưa? Con chó ạ. Nhá, tao cứ nói cho mày buồn, tao đéo thiếu tiền, mày thích tao cho mày tiền. Đấy, tao gửi cho ở đây chúng mày hỏi mặt con chó con chó Khánh Bùi đây này. Đấy mày thấy nhục chưa con? Mày thích bố mày gửi cho mày tiền nhá. Mày định mua chuộc tao à? Hả? Mày mua chuộc tao à? Mày đợi đấy mà mua chuộc tao nhá. Mày thích tiền tao đầy. Đây này, mày thích trong tao đây để mèm tao roi dơ cho mày nhục, nghe chưa? Tiền tao lúc nào cả quyển. Mày nhìn đây này. Mày thích bố mới cho mày tiền luôn. Bố mới cho mày tiền luôn con. Này, mày thích bố mới cho mày tiền luôn nhá, thằng Khánh Bùi nhá. Nhá, mày thích bố mới cho mày tiền luôn con nhá. Nghe chưa? Mày có thích tiền không? Mày định mua chuộc ông mày à? Hả? Mày thích ông bố mới cho mày tiền? Này, mày có thích không? Này, hả con chó Khánh Bùi, mày nhục chưa con? Địt mẹ mày, mày định ra cái giọng mày để cái cờ bao que đấy, mày định địt mẹ mày mua chuộc bố mày à? Hả con chó? Hôm nay bố mày chửi nhau với chúng mày đấy. Mày định mua chuộc bố mày à? Đấy mày thích bố mày đến đây bố mới cho mày tiền. Nghe chưa? Con chó Khánh Bùi ạ, cho nên á mày câm cái mồm mày đi. Còn ấy, cái luật an ninh mạng ấy được thông qua rồi, giờ chúng mày ngồi đấy, chúng mày gào thét đấy. Chúng mày gào nữa đấy, gào đấy. Bố mày con chó. Thì làm sao ở thằng Kiệt Nguyên kia? Thì mày làm gì? Tao hỏi mày làm gì? Chúng mày gào thét đi, chúng mày chỉ có cào phím, chúng mày chỉ có hại dân thôi. Chúng mày về, chúng mày cứu mấy cái người đang ngồi sau song sắt kia đi. Hỏi xem là chúng mày mèo mày, cái ý đồ của chúng mày bây giờ ấy. Cái đồ của chúng mày bị lật tẩy rồi con ạ. Cái đồ của chúng mày bị lật tẩy rồi. Chúng mày đừng có nghĩ mà cái kiểu yêu nước khốn nạn của chúng mày nữa. Cái luận điệu đấy của chúng mày ấy, tao sẽ chiến đấu đến cùng, vạch cái mặt của chúng mày ra. Còn tao từ giờ đi mày câm mồm đi, mày đừng có nói cái giọng tiền với tao. Nghe chưa? Mày thích đến bố mày cho mày tiền. Nhá. Thằng Khánh Bùi. Được rồi. Chào em, chào cả nhà nhá. Đến cho mày. Chào cả nhà. Dạ. Hiếu Nguyễn đúng không? Được rồi, em à. Thử hỏi nó là bây giờ nó yêu đồng bào, yêu đất nước, bây giờ nó cứu những người đang ở trong tù kìa, bị bắt kìa. Đúng rồi. Mày có bắt đấy, được chúng mày giỏi, chúng mày cứu đây. Tao nhìn ở diễn đàn của Giang này, mà tao thấy bức xúc quá, cái bọn bao que này, nhá. Là tao rất bức xúc. Bây giờ chúng mày yêu đồng bào, yêu đất nước, là chúng mày phải biểu tình như thế nào? Hả? À? Chúng mày yêu đồng bào, yêu đất nước, chúng mày biểu tình như thế nào? Hay là chúng mày chọc gậy bánh xe? Hay là chúng mày bỏ ít tiền ra, chúng mày mua chuộc người Việt Nam để mà chúng mày hoạt động ở giữa đường? Bây giờ chúng mày đấy phản động, tại sao chúng mày không dám ra mặt đi? Bây giờ như thế này, bây giờ có khả năng là bọn nó mua 300, có khả năng là anh đầu tư lên 600, anh em mình đi mẹ mày mua bọn này xem cho bọn nó đi mẹ mày. Ok. Cho chúng nó đi chơi, cho nó cầm cờ đi chơi thôi. Giang này, anh bảo nhá, mày mời chúng nó lên diễn đàn đi. Cho anh em Mỹ biết mặt đi. Biết mặt chúng nó đi. Biết mặt như anh em mình bây giờ đang lên diễn đàn cộng đồng xã hội này. Nhá. Chúng mày ra đất Hà Nội này đi. Chúng tao đón chúng mày. Nếu như bản lĩnh chúng mày đàng hoàng, bọn bao que. Tao là một người dân thường thật, nhưng mà bọn bao que, chúng mày lên diễn đàn đi nhá, tao đón chúng mày, chúng mày ra đất Hà Nội bầu Hồ đi, chúng đón chúng mày đàng hoàng, được chưa? Chúng mày không phải kích động, chúng mày yêu đồng bào, yêu đất nước, chúng mày phải vận, chúng mày biểu tình như nào nhá, chúng mày đừng bao giờ kích động cái đấy. Chúng mày bỏ 700.000, 800.000, 11 triệu một người đi xuống đường biểu tình như vậy nhá, chúng mày đừng bao giờ như vậy nhá.
gọi điện cho tao, nhưng đối với tao là dân Bắc Kỳ này, đừng bao giờ nói chuyện về tiền với tao nhá. Chúng mày định dựa thời cơ này, chúng mày vứt tiền cho tao được dăm 10 triệu đúng không? Chúng mày mua tao để đi ra kêu gọi anh em bạn bè đi ra bầu với ra chỗ Gia Lâm gọi để phản động đúng không? Chúng mày đừng bao giờ hy vọng vậy đúng không? Chúng mày vào link của tao, tao tên là Hải đấy đúng không? Vừa hôm kia em ạ, Giang ạ, gọi điện cho anh là cần tiền, bọn nó gửi tiền cho, chỉ cần đi in tờ rơi để gọi đồng bào xuống biểu tình để phản đối chính sách của nhà nước làm sai và làm lộng quyền, Giang ạ. Nhá, vừa hôm kia anh thề, hôm nay anh nói thật luôn nhá, riêng đối với anh không bao giờ anh làm vậy. Nó phản đối đây. Ê, vợ anh ơi, Giang ơi. Vâng, em chào chị. Em nói chào chị Thanh Hóa đấy. Nó ở người Nam Định, đang làm ăn ở Thanh Hóa đấy. Nhưng mà nó yêu đồng bào lắm ấy. À. Đấy. Đấy. Vợ đang ăn sen, Giang ạ. Đấy, đang ăn sen. À. Nhưng mà, Giang ạ, bọn nó là gọi điện cho anh, nhưng anh không chấp nhận. Nhưng anh đang kể lốt với Giang nhé. Là vừa cách đây hôm kia, nó có một người gọi điện cho anh, nhưng anh không chấp nhận. Nhá. Nó bảo là bây giờ tôi gửi tiền về cho ông, ông chỉ việc in hóa đơn, in tờ rơi á, kêu gọi người ta xuống, nó sẽ gửi tiền vào đối với anh nhá. Anh không chấp nhận được rồi. Anh bảo đi mẹ chúng mày, bọn bác que chúng mày chỉ có hại dân thôi. Anh thề với Giang, nếu anh nói sai anh nói, ăn cứt cho con nhà Giang, không biết Giang có vợ chưa nhá. Anh thề anh nói thật luôn nhá. Vâng. Có cả vợ anh đây nhá, nhưng mà đối với anh nhá, riêng bọn bác que này phải tiêu diệt tới gốc. Dù tiền chúng mày nhiều, tao nghèo thật, nhưng đối với tao, tao không thích. Đấy. Ôi chào anh Lợi. Ôi Lợi Loan, mệt mỏi lắm đúng không anh Lợi ơi? Em thì em mới thỉnh thoảng em lên diễn đàn. Đây này, em nói với anh Đạt đây này, cái bọn chó khốn này áo ôm này, cái thằng chó này, nó vừa cái thằng Khánh Mùi này, nó bảo mày ơi, mày có thích tao cho mày tiền, xong rồi cái này cái nọ này, này nó còn tin nhắn đây này. Đi mẹ mày, tao tuyên bố với chúng mày nhá, bố mày cho chúng mày tiền. Anh em mày không ăn đậu tiền. Đây này, anh em tao á, thích ăn là ăn, và thích uống là uống này. Bọn ba que này, nhìn này. Đấy, mâm cơm gia đình nhà bọn tao đấy. Nhá. Thích ăn là uống, thích uống là uống. Nhá, bia bọn uống thoải mái này. Bọn bên Mỹ chúng mày, bọn dân bên Mỹ chúng mày được như vậy chưa? Nhá. Anh em tao thích đang ngồi. Nhá. Đấy. Nói việc kiếp rồi chưa hết. Ui trời ơi, ngon quá. Ngon không? Đấy, đây này, bọn ba que nhìn đấy. Đấy, em ơi, em gọi bọn ba que, bọn Việt Kiều Mỹ ấy, nó muốn phản động, muốn lật nước nhà mình á, nhá. Đấy. Bọn bên Mỹ được chơi như này chưa? Nhá. Đấy, cuộc sống ấy ở người Việt Nam hơn cái bọn ba que ở chỗ đấy đấy. Nhưng những người em ạ, ra những cái bọn chó chết này này, mày muốn quay đầu về, mày phải sống như nào với người dân, với người dân ở Việt Nam mình, để người ta chào đón chúng mày. Đi mẹ bây giờ nó bảo thiếu ăn thì ăn đi, có điền công đi. Cái địt mẹ mày đây này, tao không thiếu nhá, gia đình nhà tao không thiếu bất cứ một cái gì đây này. Đấy, mâm cơm bình thường trong gia đình nhà tao ăn đấy. Được chưa? Đây này. Đấy. Bia ấy, gia đình nhà tao á, anh em nhà tao này, gia đình nhà tao đấy. Hàng thùng. Nhá, đồ ăn này. Hộ tao ăn không hết đâu, nhưng mà thì mẹ hộ tao không bao giờ nhận cái đồng tiền khốn nạn của chúng mày. Đấy, hộ tao thích là hộ tao lao động. Cái bọn ba que ạ, mày vào chúng mày vào cào bàn phím hộ tao đi. Nào. Vừa lúc chiều tao lên diễn đàn của anh ấy ở bên kia rồi. Nhá. Hôm nay tao vào diễn đàn của Trường Giang này để tao chửi bọn mày. Bọn mày chỉ là bọn khốn nạn. Được chưa? Giang ạ, bọn nó là bọn khốn nạn đấy Giang ạ. Đừng bao giờ tin tưởng ba bọn chó chết này. Nó vừa hôm đó nó gửi tiền gọi điện cho anh ấy. Nó còn bảo bơm tiền cho anh 10 mấy 20 triệu rồi. Nó rồi cứ đi in tờ rơi tiền bao nhiêu nhá. Đối với anh chửi thẳng luôn.
Bà đi, mẹ mày đất nước đang bạo loạn, tao đéo bao cần cái đồng tiền của chúng mày đâu. Anh thề luôn, không biết là tẹo là anh nhắn tin cho mày xem cái số của nó gọi điện cho anh. Nó là người người ngoài chỗ Đồng Nai, là ở chỗ Sài Gòn này thôi, chứ không phải là ở ở bên Mỹ đâu. Nhưng mà bọn chó này nó ăn tiền Mỹ em ạ, nó gửi về. Không em, bọn này bọn ba que ở bên Mỹ nó gửi tiền vừa rồi nó gửi về, không phải là tiền Đi tàu qua anh, không hiểu. này Cái bọn này mà á chúng là nó gửi nó tiền Mỹ, là nó hôm vừa rồi nó gửi gần 10.000 đô, gần 10 triệu nghìn đô về Việt Nam. đấy, nó mua Những chuột người biểu tình, mỗi một để người bắt biểu anh tình là đến sợ 700.000, 1 mua triệu. rồi ai phát biểu mọi Rồi chúng nó cự. người để dơ mắt Đấy. à. Thế Để bây nói này, giờ xong cái đầu thông là tin bây liên lạc giờ chuyện nó để vẫn giờ lở ra lò rồi thì là chúng ta bắt bảo đầu là mới là lộ được nếu là nó mua thương chuộc này, kêu đấy. gào lên là bắt đầu Nó này cái hình ảnh tôi nó bảo Việt là Nam từ những bôi bọn nhọ Việt lậu Nam, bây nó giờ đưa bắt đầu nó là này lại dựa vào đấy, là nó lại dựa vào đấy như bọn này là nói của cái thế luật anh an ninh nhá, để người dân Nam có Nghi liên là ăn dân dính quan khỏe cửa rình luật an ninh mạng đã vậy. được thông qua rồi, Để nó nó được này nhá, đó cho chơi buồn. vậy Anh làm quả đâu này, Dương Trung Quốc qua ủng hộ nhá. bây giờ anh em mình đang nói chuyện nhá. Bọn bây giờ bọn ba que nó đang đang về kêu gọi Việt Nam mình là cấm Việt Nam mình về cái chuyện an ninh mạng đấy em ạ. Nó Đúng. sợ là từ bên Mỹ nó không truyền tải được về bên này, em hiểu chưa? Mày theo cái bọn sướng Trung Quốc Đúng thẳng luôn đấy. không? Em vẫn theo Mỹ, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, tất cả các nước về Việt Nam em vẫn ủng hộ. Như thế nào Đây ông anh, ông anh ra đây, ông anh tôi à. em chào anh Đây, em chào anh. À, trên diễn đàn đấy. à, mày điên lên đi, chúng mày điên lên đi, chúng mày điên hết lên, chúng mày điên đi, cái bọn ba que xỏ lá chúng mày, cái mưu đồ chúng mày đã bị lật tẩy rồi, Nhưng người mà khác dần sẽ bị loại bỏ. đúng rồi, phải dẹp bỏ bọn ba que ạ. Anh đã bảo rồi, bao giờ bọn ba que anh em mình sẽ chào đón chúng nó. Này Đúng. vâng, anh Hồ Tấn Hải. Đúng rồi anh Hồ Tuấn Tài ơi, bọn ba que nó nhảy vào nhiều lắm anh ạ. Trường Giang là Giang nó mới lên diễn đàn cái nó mở diễn đàn cái mà thấy bọn ba que nó mở nó nhảy vào nhiều lắm, nhưng mà từ nãy giờ lại nó lại chui đâu hết rồi đó. An ninh còn Chết đây này, nó cứ ngồi dưới xong nó cứ tình mình cứ hở ra cái gì là nó cắn cái đấy, mà nó cứ toàn cắn đít cái kiểu vậy, mà bọn chó Ôi anh em chết mình như trong nước vậy đi anh mà. trai. Đó lắm. Trời bây giờ nhiều. Bởi vậy là anh em mình phải tỉnh toàn với chúng nó. Bởi vậy là anh em mình phải tỉnh toàn với chúng nó ra ạ. Chứ bọn nó là bọn chó chết. Ra ạ. Ra hiểu không? Để mẹ để cho chúng nó cào bàn phím đi. Ra ạ. Anh đã bảo rồi, anh lúc nào đón chúng nó, bất cứ nó là người, nó là người bọn người bọn ba que thật, nhưng bọn nó người Việt thật, lúc nào anh đón chúng nó ở cái đất Bắc Ninh này đấy. Bọn ba que bất cứ một thằng nào gấu mèo hay là hổ báo cáo trồn gì về đất Từ Sơn gọi điện cho tao, tao ra đón tất bất cứ một thành phần nào ở đất ba que nhá. Tao tên là Nguyễn, họ tên của tao chính gốc Nguyễn Đăng Hải ở đất Bắc Ninh, Từ Sơn Bắc Ninh. Về đến Bắc Ninh, đến đất Từ Sơn nhá. Alo cho tao, tao đón tất. Được chưa? Đấy. Còn thì mẹ đừng bao giờ phải cào bàn phím và đừng bao giờ kêu gọi đồng bào cái cuộc sống như này, khổ quá rồi. Người Việt Nam khổ hàng bao năm rồi. Nhá. Người Việt Nam khổ nhiều rồi, đừng bao giờ để cho Việt Nam khổ nữa. Chúng mày yêu đồng bào, yêu đất nước thì chúng mày phải một cái cuộc biểu tình như nào? Đàng hoàng, minh bạch, rõ ràng. Đúng. Đừng bao giờ Đúng. kéo đồng bào phá rỡ rồi đập phá. Chúng mày nhìn cái những cái cảnh cảnh sát cơ động chưa, dân đánh dân, ném đá ném gạch ném cát ném rau ném cỏ, cơ động không dám thổ lộ chưa, không dám đánh dân chưa? Không phải người ta không đánh được mà người ta không dám đánh dân, tại vì người của người ta, người của đồng bào của đất nước Việt Nam nào Đúng. nha.
Chứ còn nếu đồng bào của đất nước Việt Nam người ta dẹp một cái một, chúng mày tầm cái độ 1.000 người nó đưa cho khoảng 5-7 quả khói cay rồi thịt cay nó đẩy ra cái tầm cỡ thì chắc chúng mày chui hết nhá. Nhưng mà đấy là đưa ra chỉ giết người Việt Nam thôi, được chưa? Chúng mày nhìn thấy cái lực lượng chống bạo động của Việt Nam còn sao nó hùng hậu như thế nào chưa? Chúng mày nhìn thấy chưa? Đấy, Giang Im anh nói này, anh nói để cho chúng nó hiểu này, tại sao những cảnh sát cơ động đứng im để cho người Việt Nam phụ nữ đàn bà ném cát, ném sỏi, ném đá, ném rau, ném cỏ. Những người đấy chỉ mới 20 mấy 30 tuổi thôi, 20 mấy tuổi người ta vẫn chịu đựng đứng im nhá. Không phải người ta đúng, sợ mà người ta nhịn. Rằng những người đấy là người cùng đồng bào, cùng dòng máu với người ta không thể giết được. Còn lũ chúng mày lệch ra một tí, chắc chắn người ta sẽ treo cổ chúng mày ngay. Nói thẳng luôn, nếu chúng mày mà bước chân ra cái đất ngoài Bắc này nha, tao là người đại diện, là một người công dân, một người nông thôn, tao cũng xách cổ chúng mày, tao sẽ treo cổ chúng mày lên cây. Đấy, chúng mày nhìn rõ mặt tao. Chúng mày, thằng nào, bất cứ thằng nào đến đất Hà Nội, đến đất Bắc Linh này, nhìn mặt tao mà bắt. Được chưa? Bản lĩnh ra mặt luôn. Hôm nay nghe một cái diễn đàn của anh gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Đến đó là nó chửi, nó cào bàn phím nhiều quá ta ạ. Đến lúc anh bảo là thôi để em xuống, mời nó lên, nó không dám lên, nó không dám đỏ mặt. Anh chỉ muốn để nhìn thấy mặt nó thôi. Đúng. Nhưng không dám lên. Đấy, cả Hiếu Ngọc hôm nay. Đấy, nhưng nó không dám lên em ạ. Bọn ba que không dám lên, tại vì nó làm sai nhiều quá. Nó làm sai với đất nước, sai với Tổ quốc nhiều quá, nó không dám lên. Nếu như làm đúng như anh em mình, lương tâm anh em mình, chẳng sợ gì cả. Tao nói cái bọn bao que chúng mày biết cái luật an ninh mạng được thông qua rồi. Chúng mày ấy, chúng mày gào thét đi, chúng mày la làng lên đi. Chúng mày chống phá đi. Thử xem là chúng mày trụ được bao lâu. Hồ Tấn Tài. Đấy, comment là không phải ai cũng là dân. Bạn ơi, chẳng hiểu là bạn này nói cái ý gì đây. Đấy, không phải ai cũng là dân. Rồi, không biết là bạn nói chính phủ hay là bạn nói cầm quyền. Nhưng mình xin nói tóm tắt cho bạn biết, dù là chính quyền làm sai chăng nữa, thì đất nước của mình, người dân của mình, phản đối là phản đối trong nước của mình, không cần bọn ba que. Đấy, mình chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Được chưa, Trần Giang? Đúng rồi anh ạ. Bọn tội phạm nghiện thì không phải là dân. Bọn tội phạm nghiện. Đấy. Nghiện. Tại sao các bạn biết từ nghiện không? Nghiện là cái ma túy. Đúng không? Nghiện là ma túy. Ma túy là không có một cái loại thuốc nào đặc trị được cái loại đấy. Được chưa? Nhá. Một loại thuốc không đặc trị được ngoài khỏi cái chất ma túy đấy là tất cả thế giới đều cấm. Nếu như nghiện thì bắt buộc phải đi cai. Cai bằng được. Đúng không? Không một chính phủ nào, không một đất nước nào dung túng cái chuyện nghiện đấy, đúng không? Rồi, 99 anh Phan. Đấy, Cộng sản Việt Nam thích niếm cục chỉ của Tập Cận Bạn. Đéo hiểu cái này, Giang. Ê, cái thằng này anh cứ nhìn cái 99 kia là em đã dị anh ứng hiểu. Rồi, em đã không hiểu mọi người cho nên rồi là... anh hiểu, anh không biết là nó nói như nào, comment như nào. Tí còn được chứ đợt này là toàn học tiếng Trung Quốc rồi nên là bọn mày thông cảm. Nào, Su Mi Cú đâu, đúng không? Lê con khỉ gì đâu. Bây giờ chúng mày có bản lĩnh không? Chúng mày là một người đàng hoàng đúng không? Chúng mày lên diễn đàn cho tao và tao nhìn mặt đi. Như tao lên nhìn này. Đây, trước bóng điện này. Được chưa? Sự là hôm nay đấy, qua cái diễn đàn hôm nay là tất cả những trong nước cũng như là tất cả anh em đang theo dõi okay. Cái live stream này thì làm sao mà mọi người Việt Nam này chia sẻ rộng ra để cho các con biết cái bọn ba con sổ lá đang gào thét rồi đang comment rồi. Về đi cùng nhóc rồi. Rồi anh chị. Đấy, rồi, chào chị Mỹ Dung. Thêm về cái bọn sổ lá này. Chào chị Mỹ Dung nhá. Em xin lỗi các anh chị em bây giờ bọn nó chặn hết các kênh mà chúng nó chặn hết em rồi. Dạ. Người chia sẻ giúp em. Hả?
Ai? Khốn nạn. Nhường á. À, Giang ơi, anh xin lỗi nhá. Anh để anh nói một câu này. Để cho em xin lỗi tất cả các anh chị em ở trên mạng của diễn đàn của Trường Giang là nhiều lúc em nói bậy, em nói tục. Nhưng mà em nói tục, nói bậy và em chửi bọn bác que, chứ em không chửi đồng bào nhà mình. Đấy, em không chửi đồng bào nhà mình. Đấy. Em chỉ nghênh đón là nghênh đón bọn bác que, nghĩa là ý của em là em nghênh đón bọn nó thích làm gì em được. Còn không, em sẽ nghênh đón bọn nó về đất Hà Nội và Bắc Ninh, em sẽ đón chúng nó. Mà em đón chúng nó bằng cách là treo cổ bọn nó thôi. Đấy. Em dám tuyên bố là em tên là Nguyễn Đăng Hải ở Bắc Ninh. Được chưa? Bất cứ bọn ba que nhìn mặt tao về đất Bắc Ninh gặp tao. Được chưa? Nhá. Yeah. Tao chỉ là một người nông dân, một người dân bình thường. Nhá. Yeah. Nhưng tao đón tất Đào cả Tuấn, mày. Đào Huy Tuấn đi, Đào Huy Tuấn nha, Nicky nha. Nhá. Yeah. Bất cứ một thằng nào về đất Bắc Ninh này gặp tao, tao đón tất. Được chưa? Đây, con cháu tao rất bé nhưng nó biết yêu đồng bào, yêu đất nước nhá. Yeah. Yêu đồng bào và yêu đất nước và rất ghét chiến tranh. Nhá. Yeah. Tao dám đón tất cả những bọn bác que. Nhá. Yeah. Tao nhìn đợt vừa rồi ấy, tao là cũng rất là phạm tội rất nhiều của đất nước Việt Nam mình. Nhá. Yeah. Người đất nước Việt Nam, cộng sản Việt Nam đã cho tao đi tù. Nhưng tao là người đi tù mấy năm rồi này. Nhá. Yeah. Nhưng đối với tao, ra tù tao vẫn yêu đồng bào, yêu đất nước. Được chưa? Đấy. Chúng mày cứ về đây gặp đi. Chúng mày cứ tìm hiểu lý lịch đi. Thằng Nguyễn Đăng Hải Bắc Linh này cũng tù 7-8 năm rồi. Nhưng đối với tao, không bao giờ tao tù. Tao đi tù cộng sản nhưng tao cũng chưa bao giờ phản bội cộng sản. Được chưa? Nhá. Anh nói Giang, hôm nay anh nói thật chú nhá. Anh cũng đi mấy năm nhưng mà đối với anh là anh phạm tội. Đấy. Vâng. Anh phạm tội. Tại vì anh vào cho người ta, anh đòi lợi, anh chém người. Nhá. Vâng. Là anh là sai luật của luật pháp. Người ta cho anh đi tù. Được chưa? Nhưng đối với anh ra tù, nhưng cái lệnh mà sinh ra của nhà nước này, anh cũng không phản bội đất nước. Rõ ràng cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam cho anh đi tù mấy năm rồi. Nhưng đối với anh không bao giờ anh phản bội được. Giang ạ. Nhưng mà riêng bọn bác que này nhá, gặp bọn anh ở cái đất này. Nhá. Không cứ thì bạn thân của anh và bạn dân tù của anh rất là nhiều ở cái đất này. Vâng. Nhưng người ta cũng chưa bao giờ phản bội đất nước. Người ta có đúng. Tù, có tội. Nhưng người ta đi tù thật. Nhưng người ta về, người ta vẫn hoàn lương. Người ta vẫn theo chính sách của Việt Nam mình. Đấy. Hôm nào em về đây thì về quê nhà anh. Em sẽ mới hiểu được. Về nhà anh chơi thì em hiểu được. Em mà về đến đất Nguyễn Đồng Kỵ rồi mới đất Phù Khê là biết gần nhà anh ấy. Nên nhớ chứ. Que ấy không bằng mấy anh ở bên California, anh ô tô que nhà với lại anh que tivi. Anh đã bảo từ chiều là anh đã lên xe livestream của bạn gì đấy, anh đã bảo rồi, đi mẹ cái bọn ba que ấy, chỉ là ba que hốt cứt cho tao. Lúc chiều anh đã lên đấy rồi, còn bản lĩnh không dám ba que bắt lệ, nên không dám ba que mà không dám hốt cứt ấy. Lên diễn đàn trực tiếp cho nhìn mặt xã hội, nhìn mặt đi. Đấy. Như lúc chiều bạn ấy cái anh ấy có tuổi ở trong Sài Gòn ấy, anh lên livestream, anh ấy mời đéo dám lên. Đấy, anh mới sôi máu. Anh mới xuống rồi, anh mới sôi máu, anh bảo để cho em lên tiếp, em nói chuyện mà nó cho. Thế bảo bọn nó mà lên cái livestream trực tiếp của xã hội mạng Việt Nam này mà không dám lên thì chúng nó chưa đủ tư cách để mà làm một cái việc gì cả. Em hiểu chưa? Chúng nó chỉ là lợi dụng con người Việt Nam yêu nước nhá. Lợi dụng con người Việt Nam yêu nước và chúng nó lấy tiền của bên nước ngoài về ăn chơi phè phỡn, đẩy cho vài cái đồng tiền lẻ đấy, đẩy vào những người người ta là không có công ăn việc làm là thứ nhất, chẳng hạn như là đi bán bánh mì, bán vé số này, đi lang thang ăn xin ở đường để người ta ra đường xong dân Việt Nam hiếu kỳ tự nhiên đứng ra xem đông thôi, chứ bọn nó chưa tuổi gì để mà phản đối về biểu tình cả. Đấy. Đúng rồi. Chúng nó chưa đủ tư cách để phiếu biểu tình cả. Nào. Cho thằng mặt heo
biết đi em. Thằng mặt heo thằng nào đây? Giang ơi, Nghĩa em kia, cho thằng mặt heo biết đi em là thằng nào đây? Em cũng chả hiểu, nó cứ comment loạn lên. Anh cứ nói đi, anh cứ nói cái vấn đề của anh đi. Hôm nay anh cứ thổ tả hết đi. Anh cứ thổ tả hết những cái gì anh cứ nói đi. Anh nói chú nhá, anh nhìn hai ngày hôm nay anh nhìn thấy Việt Nam mình nhá, bọn chó chết nó lợi dụng người Việt ở trong Sài Gòn ấy để mà nó tiêu, nó làm hại những đồng bào của mình. Anh sốt ruột lắm. Anh là một người công dân, anh một người nông dân nhá. Anh nói này. Sao lại đưa rồi? Bởi vậy anh nhìn thấy anh khó chịu, anh tức, anh ức chế, em hiểu không? Đấy. Vâng. Thì hôm nay bọn anh thì hôm nay chỉ là tụ tập ngồi uống bia, nóng quá trời nóng quá, ngồi uống bia uống rượu và ăn cơm nhanh thôi. Vâng. Đấy, anh mới nói thì mẹ bọn chó chết, gặp bất cứ, anh đã bảo rồi, em cứ lên livestream mà em chia sẻ. Gặp thằng Nguyễn Đăng Hải này ở Bắc Linh này, đất Từ Sơn này, gặp anh tất cả ba cái bọn ba que về đây đón hết. Mà bạn bè anh cũng đón chúng nó luôn. Đấy. Nhá. Chứ đừng bao giờ thì mẹ mày lợi dụng của lòng yêu nước của dân nhá. Chúng mày biết nhá. Chúng mày cứ về Từ Sơn Bắc Ninh hay là về Nam Định tao. Đấy. Hai cái đất này nó rất là lắm gỗ. Nghe chưa? Chúng mày về ấy, là có nghĩa là lắm gỗ lắm. Để tiếp chúng mày lắm. Nghe chưa? Toàn gỗ chắc thôi. Đấy. Chúng nó thích gỗ chắc, gỗ xưa. Chúng nó về cái đất Từ Sơn này này. Nhá. Đấy. Về đất đây này. Đau tí thì nó cũng mát cái mặt. Thì con mẹ chúng nó chỉ có lợi dụng. Anh nói ra chúng nó chỉ lợi dụng cái lòng yêu nước của dân Việt Nam mình. Chúng nó lợi dụng vào đấy, chúng nó làm ùn tắc giao thông chúng nó, rồi livestream chúng nó bảo là dân Việt Nam mới lọ kia. Thì mẹ hôm nay anh tìm hiểu cái livestream mà hôm nay anh chia sẻ với em mà anh mời em xem ấy, nó bảo ở Long An ấy, đéo phải sự thật em ơi. Thì con mẹ chúng nó ghét. Chúng nó ghép nó bán tin mà. Chúng nó ghi ở Long An nhá, là chúng nó ghép tại vì anh nhìn cái phong cảnh ở đấy. Tại vì anh ấy ở cái đất Long An, ở cái đất ngã tư Bò Hòm nhá, từ chỗ ngã tư Bò Hòm xuống đấy là có 4-5 cây số, 4 cây số là xuống đất Long An. Anh hiểu hết cái khu vực đấy, anh ở trong đấy 10 mấy năm anh biết nhá. Đấy. Anh ở trong cái đất Long An ở gần công ty Bon Chen ấy, ngã tư Bò Hòm ấy, bãi chúng gọi là bãi cát ấy nhá, anh biết bọn nó ghép. Em ạ, lúc chiều mà anh nói chuyện với em ấy là nó ghép, đéo phải sự thật. Anh vãi về sau, anh về anh mở cái livestream đấy ra anh tìm hiểu ở hai bên sườn, đéo phải luôn. Đấy. Đây thì mẹ anh em anh vừa uống rượu uống bia với nhau của mùa tụ tập đấy, như thì mẹ nghĩ nó cay cái ba bọn ba que này. Đấy. Đúng rồi, bọn nó toàn chơi cái kiểu như vậy thôi mà. Nó toàn chơi cái kiểu nó cứ trà trộn những cái thông tin, xong rồi bắt đầu là nó bắn lên để gây xôn xao dư luận lên, xong bắt đầu là nó có một cái đường dây là nó bắt đầu là nó mục kích, xong bắt đầu là nó lan truyền ra là tự khắc là người dân đứng lên cái là bắt đầu là người dân đánh chịu đấy, nó cú nặng lắm đấy. Bởi vậy nhá, những cái thằng bọn ba que á ở trong cái diễn đàn của Trường Giang mà theo dõi Trường Giang này, để tao nói nhá, chúng mày về ở bên Mỹ á, chúng mày vào cái diễn đàn của Pew Ly Trường nhá. Để tao lên Pew Ly Trường tao đã chửi như nào rồi nhá. Đéo dám gặp mặt tao nhá. Được chưa? Được chưa? Nhá. Còn ba bọn ba que ấy, chúng mày cứ mở ra đi nhá. À đấy, nhân tiện có một chú ở gần đây thì chú ấy thay mặt em nhận xét vài chút về hai cuộc diễn biến biểu tình ngày hôm qua hoặc ngày hôm kia chú. Ok thì cho lấy vào chú. Đây chú nói chuyện. Ok. Ôi vâng, chào chú. Anh cứ nói đi, em lấy vào thuốc. Rồi ok, chào chú. À, chú tên là gì nhỉ? Vâng, chào chú. Không nói, chú không biết phân tích cái việc đó đâu. Chứ chú tên là đây thôi. Chú à, hắn nói đi mua thuốc, chú cũng gì đâu. Rồi, chú ra chú chơi thôi. À, thế chú tên là gì nhỉ? Chú là chú kế ở Thanh Hóa, nhưng mà chú không biết gì đâu. Chú không phân tích cái gì là chú không biết. Rồi, ok. Chú ra cháu. Ơi. Cháu nói, cháu xin lỗi chú không biết gì thì chú cứ ngồi đấy. Cháu nói là cháu tên Hải ở Bắc Linh.
nhá. Nhưng mà hôm vừa rồi á là ở Việt Nam mình là bạo loạn rồi, rồi nói chung là dân Việt Nam mình nhá, đi xuống đường biểu tình, chú chắc là chú biết đúng không? Nhưng mà dân đúng biểu rồi. Tình thì ít, nhưng mà ba cái bọn ba que thì nhiều. Nhưng dân biểu tình thì nhiều, nhưng mà thực tế là dân đúng ba rồi. Que nó chặn đường dân đi lại nhiều hơn, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Thì là chú cháu mình phải là làm sao là một con người Việt Nam, một con người đồng bào là phải yêu nước, thì dù là đảng và nhà nước có làm sai đúng không? Đấy. Đúng rồi. Đảng và nhà nước có làm sai thì chúng ta thì cũng chỉ là ở trong nước giải quyết với nhau. Đừng nên theo bọn ba que phản động để mà bán nước. Đúng vậy không? Đấy. Chính xác. Chúng ta không thể bán nước kiểu như bọn ba que được. Sau đó chú là đúng vừa rồi. Hôm kia bọn ba que có một thằng gọi điện thoại cho cháu và bảo cháu gửi tiền để cho in tờ rơi nhá. Đối với cháu, cháu đã chửi luôn. Đấy, hôm nay cháu lên diễn đàn là cháu chửi nhá. Nhá. Rồi. Mà tiền đối với tao bây giờ ấy, tao không giàu, tao không nghèo, tao đủ cuộc sống trong gia đình tao. Cháu chửi luôn. Đúng rồi. Thì mẹ chúng mày thích, chúng mày cứ ra đây, chúng tao đón. Đấy, cái bọn ba que này chú ạ, nó lợi dụng con người Việt Nam mình. Nó lợi dụng cái gì? Lợi dụng về cái tình yêu nước. Đúng rồi. Chú hiểu không? Nó lợi dụng về cái tình đúng yêu rồi. Nước. Bắt đầu là nó đúng xâm rồi. Chiếm vào. Nó kích bác. Đúng rồi. Người dân không hiểu biết. Người dân nhà mình ấy, không hiểu biết một tí nào hết. Đấy. Rồi. Nghe lời nó, nghe lời nó, rồi đi ra đường cầm vài trăm nghìn của chúng nó, 500-600 nghìn, 1 triệu đồng, chúng nó đi biểu tình dơ dơ khoảng tầm độ 50-70 người, 100 người, thấy đông dân Việt Nam, Việt Nam chúng ta hiếu kỳ ra đứng xem, đúng không? Ra đứng xem thì lại thấy đông, nó đã ra đứng xem thấy đông rồi thì nó lại tràn ra đường làm cho ách tắc giao thông. Ách tắc giao thông bắt đầu là nó càng đông mà nó quay clip và quay để tung lên mạng là toàn cái chỗ đông người. Đó, chú hiểu không? Đấy là cái âm mưu của chúng nó. Và thứ hai là nó cố tình ném những gạch đá rồi rau cỏ các thứ ném vào cảnh sát cơ động ấy, chắn. Đó, nó cố tình đấy để cho làm sao? Để cho cảnh sát nếu như mình Việt Nam mình không giữ được bình tĩnh, đàn áp dân, đánh dân thì nó lại bảo là nhân quyền con người. Đấy, nhân quyền con người, đánh dân. Chú hiểu không? Đó. Đấy. Chú nói đi. Thích làm mà thích nào ngủ mà thích đi đâu đi đúng không? Thoải mái không? Tức là mình được cái quyền tự do của con người của đất nước Việt Nam mình. Tội gì mình đi làm những cái chuyện đó để mà ảnh hưởng đến chính trị, để ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến con người đất Việt mình đúng không? Đấy, mình bây giờ là được cái quyền tự do, quyền được sống và quyền lựa chọn. Nói như hồi chúng tôi được mưu cầu hạnh phúc đúng không? Mình tội gì không được tự do, chứ bây giờ để thằng khác vào cai trị có phải mình khổ không đúng không? Vâng, chú cho cháu xin lỗi nhá. Để... Chú để cháu xin lỗi ạ. Thằng Độ Tấn Hữu này, cái thằng Độ Tấn Hữu này. Mày là như thế nào? Mày muốn yêu nước Việt Nam không? Hay là mày là bọn phản động? Nhá. Nếu như mày mà một con người nhá, yêu nước Việt Nam, không bao giờ bạn phản động như vậy, đúng chưa? Đỗ Tấn Hữu ạ. Nhá. Nhá, cái thằng Đỗ Tấn Hữu này nhá. Còn mày là một con người phản động nhá, thì mày đừng bao giờ mày rời cái diễn đàn này đi. Được chưa? Thằng Đỗ Tấn Hữu ạ. Nhá. Còn nếu như mày là con người yêu nước, mày lên diễn đàn này cho tao nhìn mặt mày, thực sự là con người yêu nước đi. Được chưa? Chú ơi, đúng rồi. Mời cái thằng Đỗ Tấn Hữu này lên diễn đàn cho cháu xem nào. Nó không lên đâu, cứ nói chuyện đi. Hôm nay là em cho anh em mình, anh em thấy anh bức xúc rất là nhiều hôm rồi. Anh hôm nay anh cứ thổ tả hết đi. Anh thổ tả để cho cái bọn này nó biết cái mặt của chúng nó. Giang, anh em mình không phải là bức xúc cái gì mà bức xúc. Không phải bức xúc cái đất nước của mình, mà không phải bức xúc cái dân đồng bào nhà mình, mà bức xúc cái bọn ba que này. Nó tiêm nhiễm vào đầu óc của dân Việt Nam mình. Mà dân Việt Nam mình đầu óc thì nó thật sự là cái tầm học hành và cái tầm suy nghĩ ra ngoài thế giới còn quá thấp bé, đúng không? Bọn thế giới, bọn nước ngoài lúc nào đi trước mình 4, 3, 40 năm, 50 năm, đúng không? Đấy, bởi vậy là không lường trước được những cái điều
chúng nó bày mưu tính kế. Giang ạ, nhá. Đi mẹ nó thích, nó bản lĩnh. Mời nó lên diễn đàn, nhìn mặt trực tiếp đi. Xem gương mặt nó như nào. Được chưa? Nhá. Đi con mẹ ba cái bọn ba que này. Được chưa? Anh Phạm, Đỗ Tân Hữu là chỗ hả? Chó hả? Đúng rồi đấy. Địt con mẹ nó anh có thấy tôi nhà có thấy chú không? Ngoài có thấy chú không? Thấy cũng được con em. À nói chuyện đi chứ. Thấy gì lắm chí. Mọi người nên mọi người giúp em cái, tại vì bọn này nó khốn nạn lắm. Nó bây giờ nó chặn hết mấy cái kênh mà em hay phải em chia sẻ để tôi không biết rồi, mọi người chia sẻ giúp em để cho mọi người dân để mà biết đến cái bọn ba que này, nó nhìn những comment này. Đấy cái bọn này, cái thằng Thánh Bùi này, cái thằng chó này. Thằng này nó vừa bảo là nó có, mày có lấy tiền không để cái đi mẹ nó hỏi. Nó xem nó được. Có khả năng là mạng hơi kém. Có khả năng mạng kém. Mạng kém. Mạng kém bố không? Mọi người có nhìn rõ không? Ai lên đây chia sẻ cái nhỉ? Ai lên đây chia sẻ? Chính ông vừa rồi. Mạng vừa rồi mất luôn ông ạ. Đúng rồi, anh Nguyễn Tấn Tài đúng rồi, bọn nó khốn nạn lắm. Bọn nó toàn chơi cái kiểu chặn thôi mà. Đấy. Thế mới lên chặn à? Mình cứ nói đúng là nó chặn. À đấy. Nó không cho mình nói. À, để chúng nó còn xin cả cái, chúng nó còn tiêm nhiễm cho người dân những cái mà mình mà ví dụ nói lên cái đúng thì bọn nó truyền đi nó khó ấy chú. À. Đấy. Nên là bọn nó khốn nạn lắm. À, rồi, nó dùng máy đánh đẩy đi. Đấy, nên là nó chặn hết. Chặn hết, không cho nói chuyện được. Không cho mình tiếp xúc hay là cũng như là để mà phản ánh như cái gì nó thẳng lên tất cả những cái kênh của chúng nói. Nên là chúng nó đồ đẻo lắm. Đấy. Anh cũng có mạng, cũng giỏi mạng mà anh chốt mình. Nó, thì nó, chúng nó tạo dựng ra thì nó có thể nó chặn ấy được mà.